Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này để em sẽ test cặp bát toàn giải để giao khách. Thì tiện thể thì em làm video luôn thì em để cho mọi người nghe lại chất âm của con bát toàn giải này. Thì loa toàn giải thì nó sẽ cho đều 3 giải trong một chiếc bát. Và em sẽ làm cái video này lại cho mọi người cùng nghe và đánh giá. Và tiện thể thì em cũng theo khách thì để cho bác ấy nghe luôn. Đây là loa toàn giải của IMF đấy ạ. Mã là HP12T. Công suất nó là 100-200W và côn 51-12 nhện vàng. Đây là bát toàn giải Trung Quốc. Và em sẽ bật đoạn nhạc mạng mà em chỉ test một chiếc. Và tính chất tiêu còn test sống em sẽ test cả chiếc kia sau, nên là test nhạc một chiếc. Mình test nốt cái trên kia, cái bên cạnh. Bên cạnh thì mình chỉ test cho nó ok, nó sống thôi. Còn các bác yên tâm rằng đĩa mua hàng của nhà em thì em sẽ test rất kỹ trước khi chuyển đi. Đây này, em sẽ test sống cho mọi người nha. Hồi ấm chưa thấy, em mới nhớ rằng đây còn có anh tìm ngày. Các bác yên tâm rằng hàng đã được nhà em phân phối cho thị trường khắp đất nước này thì sẽ được em rất là cẩn thận và test kỹ trước khi chuyển đi. Các bác yên tâm một điều đó, nên hàng nhà em lúc nào ra thị trường đảm bảo chất lượng rất là tốt. Và em sẽ phép dừng cái video này ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio. Mọi người có nhu cầu mua sản phẩm rất là hay này, xin trực tiếp với em, số điện thoại 0904 612323. Xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.